Ok các bạn nhé, anh xin chào các bạn. Bây giờ là anh em đang chuẩn bị để đi biển tiếp, thì trời nắng lắm, đang đến đây là đi tìm kính của mình. Đâu mà mua kính? Anh em lại đi mua kính để đi biển các bạn nhé. Đó mắt nói tiếng này, nắng trời, to mắt. Phải mua kính nghe không? Ra đấy. Đâu cái gì anh ăn? Vậy là anh ăn gì? Ra đấy nắng không nhìn thấy gì. Đã mai vào cái này hơi già, cái già này đeo này đeo tiền hơn đấy, đeo đấy, đấy anh nhìn cái to không, nhìn cái gì không, đấy nhìn cho nó bây giờ cái to trong đây này, đấy là của hãng mình đấy, kính đồng hồ, trong này là toàn cái đồ xịn đấy nhá, đồ không phải là hàng nhái đấy, hàng kém chất lượng đấy, bạn nhá, này là hả? Hả? Nhét này vào đâu? Để nó nói không? Để ra đi, tụi quấn nét nó lên như thế mà. Thử gì vậy á? Quấn nó như thế mà. Bố mẹ, không lấy được. Cứ để như thế thôi. Cứ để như thế thôi. Không có cả ý. Hai bên nữa. Không biết là ý gì đây. Bên kia dắt tiền, bên kia dắt tiền. Mình có lấy cái nào không? Khá kết. Cái này đi như thế nào? Cái quần mình cứ như thế này, kiểu kiểu như vậy đó. Bây giờ mua thì chọn cho anh em những cái loại mình sẽ chung một tí. Quần như vậy thì mua cái đồng hồ kia phải bằng. Em gì đấy rồi? Quần mình như vậy là không, quần này không cách kiểu như vậy. Phải đi à? À, cái này to được rồi. Xanh không? Thay to được rồi. Đấy. Cái đồng hồ cái mặt. Mặt như là chân trái. Thay to được rồi đúng không? Đó. Cái đồng hồ này khoảng tầm 5 triệu. Đấy rồi, một xanh à? Không, xanh đấy. Đấy đẹp đấy. Bỏ cổ giá đấy. Bỏ. Rồi, chuẩn luôn. Kính nhẹ nhỉ? Chia. Cái này thì đeo xong rồi cho vào hộp này, không vứt được trên xe được cào được cổng. Đúng rồi, hỏng luôn. Đấy. Mình đeo này thì cái này của nữ à? Kính này về cho Martin luôn mượn đi hàn thì đẹp nhé. Cái này hơi già, cái này vốn vòng từ đây, từ đây ra hơi già. Căn bản là nhìn ngoài nắng ấy nhỉ, coi có đau mắt không? Đúng rồi, nhìn ngoài nắng chuẩn ok. Chuẩn à, nhìn trong nó căng cả không? Cái này xoay gương nhắn gì đây? Cái gì đấy? Cho em đeo thử cái. À, đâu anh. Cái này đẹp rồi, mình thích cái kiểu này một bé. Nhớ đấy. Nó mặt em nhỏ đấy, hơi hơi hơi. Chẳng kính nhà đeo nhìn thấy nhìn như ngoài trời này. Nhìn ngoài nắng sướng ra đấy. Nhưng mà công nhận nhìn ngoài nắng thích thật. Ê, hỏi nó tuyệt. Để gọi nhá, để ra xem cái kính thế này người ta. Cho đi. Bao tiền nhá. Cho cả. Cái gì cả? Đấy, đeo trong không? Khoảng hút. Khoảng tiền. Cái này đeo không chịu luôn. Có cái này cái mắt nó chuẩn. Nên là gì? Chưa. Đi rồi. Thử cái này xem nó có gì không? Cái gì đấy? Bố bảo ông kìa. Cái gì đấy? Cái này để hơi màu vàng vàng rồi anh. Thôi thở, thôi thở. Thế xuống. Ờ, thế đồ thì nhiều đấy. Một quần này dưới nó cứ ra như này thì chết được. Mặt cứ hàm hàm, giờ các anh còn thanh toán lấy kính, anh cười tươi hắn như cái cười ca tươi tiện nhìn ngàn thật khổ. Cứ làm như anh cứ mua bảo mình là tưởng anh không có tiền. Tiến giới thiệu với em, anh Tiến đây là một đại gia ở Quang Vu đến đây chơi. Ôi, mình có kính rồi. Cái kính ấy cầm gì mấy đồng ấy, Tiến ấy cái bán rồi. Ba chục kính mua cái gì? Ba chục kính mua kính. Hả? Cần ba chục kính mua kính. Có đấy. Dạ. Mấy nghìn cái này, mấy nghìn này. Bò này. Số 10 về số 10. Xanh kỳ qua New. À, 104. Đến đây thì cứ nghe Tiến thôi, anh Tiến chỉ đạo mà. Cái này mà tính ra tiền thì... Cái này muốn nấu cơ, chứ chưa mà... À, cái phim mà số 10. Ba vậy? Soprani. Rula nào? Nét ngực,
Kính sáng nhóm sáng cái này mà được giờ đi em gà đang đi lấy hộp nhìn đến trong mà trong đẹp rồi đấy cái này mình một mặt bình vuông. Rồi ok các bạn nhé. Thì ok bây giờ đây không trả tiền đấy. Ôi bây giờ là chót đưa các em đến đây rồi thì em đi làm nào mà em làm thế cũng hơi buồn các bạn. Anh em đến... em ra lấy xe nhá. Em ra lấy xe cái nhá. Em đi lấy xe đi. Đến lúc giả tiền thì trốn hết các bạn. Em tính tiền này ra trong ngày này ngồi. Em đi lấy xe mà. À, em từng rồi đâu đâu thì em phải toán đâu. Xong hết rồi. Xong rồi. Kinh nhỉ. Em đi lấy xe mà. Ừ. Đúng kính của mình luôn này. Hay thật đấy. Đúng kính của hai người nhặt đúng luôn này. Hả? Hơn 3 lít đấy. Ừ. Anh chơi quỷ hơn 3 lít đấy. Bà thấy đâu là kính là 3-4 chục. 3 cái là tổng 3 cái là 336.000. Rồi. Nhiều đi à? Hay trả lại đi anh em đặt thế. Trả gì tôi giả rồi thôi, kỷ niệm bằng này mà tính ra. Nhưng mà nhiều đi à? Bằng này mà tính tiền Việt Nam là phải tầm 12 13 triệu. 10 giờ đô ấy 10 khoảng tầm 13 triệu hơn. 12 triệu. Thế là chia ra là 4 triệu. 4 triệu cả. Ừ. Đấy đâu anh cho thì nhận. Ôi đưa các em đi biển đi biển đâu? Chơi thì thôi kỷ niệm cho mỗi em cái kính để trông chói, trông nắng. Ra biển để ngắm các em mặc bikini đấy là không phải liếc mắt nữa. Yêu ảnh quá. Rồi ok nhá. Rồi ok bây giờ anh em mình lại di chuyển ra cái vùng biển đó nhá. Cái kính này là do mình xuất hiện trong video. Đây là cát xê của mình. Đây. Đây các xe. Ôi đi các bạn. Bây giờ đi đâu đi? À đi. À ôi dạo này cũng rồng rồi. Chứ mặc quần áo này đi bạn. Đi. Hai chứ áo quần thì tụt đi mặc quần áo đây đi bạn á. Đi biển rồi qua đây đi biển này ra biển nằm mới tới cười chứ mà đi đâu đây mà đi hết đâu đã đi hết đâu hết rồi không còn gì đâu hết rồi không còn gì cả ôi đấy để mày không còn cái gì cả đâu đi thôi các bạn ơi áo dao này cũng rộng rồi. Di chuyển lại tiếp tục đâu vào đây uống nước cà phê cà pháo một tí đã các bạn nhá. Giờ cho anh em đi chơi cũng là không gọi là khắp nơi nơi luôn. Rồi ok vào đi. Ui, trong này đẹp quá nhờ. Này dừa giết các kiểu này núi đá. Ôi khí khí đâu khí đâu. Ôi con khí to lắm. Tự nhiên khí khí ấy. Bình tĩnh. À cái hai ơi mấy con. Hai con tự hứa luôn. Người ta nuôi mà. Ôi không được mày đậm nha. Vừa 63 kìa. Đâu đâu gà sao qua đâu. Để em ra em đỗ gần ui rồi hết chỗ đỗ rồi. Ui chúng ta đi rồi đấy. À con xe này hôm qua nó chở đi này. Không phải. Rồi các bạn nhá. Với mua con gà. Cúc. Cú tắc. Mẹ ơi á. Gà gọi mẹ ơi à. Linh ra cho xe đi. Con gà thì sao nó đuôi dài đấy nhỉ? Ôi
dừng lại hò hò đi đẹp không. Ôi đây đầy gà đây. Ôi trời ơi. Đấy mẹ ơi, đấy mẹ ơi, mẹ ơi. Được. Các kiểu luôn các bạn ạ. Con đực nó có đuôi, con cái nó không có đuôi. Ông kia còn nằm trên cây luôn. Dạ vừa ăn chậm thôi nhá. Ui giời. Có gì đấy? Mời các bạn nhá. Quên mất các bạn nhá. Chưa mời các bạn ăn thôi. Ôi giời. Anh làm thế kìa. anh cả mà anh làm thế bọn em ngại quá. Ngại à, vẫn ăn được đúng không? Ngon nhờ. Cơm bơ sườn. Anh vừa xây một cái máy quay để review quả đĩa cơm của Linh Vy Đít thôi. Ba anh em này. 1, 2, 3, cũng chào rồi. Đây các bạn đấy không? Thấy quả giáp nó không ăn được mấy. Giáp ăn 2 đĩa cơm gọi là đâu có ít mà. Đây sườn, đây sườn nướng đây. Linh Vy Đít người tuy bé thôi nhưng mà cái nước ăn là cũng rất là tốt. Đi với anh từ hôm qua giờ đây mới được bữa cơm ngon nhất. Ngon rồi. Bữa cơm ngon nhất mấy hôm uống rượu không ăn à? Đấy. Có anh Ngợi thì ăn uống điềm đạm một tí, ăn còn rau củ quả 2 miếng thịt thôi. Ôi giời. Quang Ninh giấu đâu mấy miếng thịt đây? Nhặt lên đi. Nhặt lên đi. Để nó bẩn. Mày quay đưa đến này. Giấu thịt đi. Ai giả đấy? Đông giả bằng ít cùng từng tầm đại tiền, nhiều từng đại tiền. Từng đấy mình là nhầm cái kiếm rồi. Ừ. Từng đấy tiền mà cũng rồi. Em mời các bạn nhé anh. Giữ mặt đâu. Mời các bạn nhé. Anh em mình chiến đấu một tí nhá. Ok các bạn nhá, hôm nay là ngày thứ 3 anh em lượn lờ trên đường rồi. Ngày hôm nay là ngày bị thất thoát kinh tế nhiều nhất. Đấy các bạn thấy anh em có cái gì mới chưa? Đó, mới hiểu. Nhìn tối thôi, trời sắp tối rồi nha các bạn. Đấy, anh em tôi về thôi. Về rồi. Trời sắp tối rồi. Đấy, sắp tối. Giờ mấy bỏ kính ra đi. Bỏ kính ra. Chúng ăn giữa trưa tối rồi. 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 Quỷ quá, quỷ quá. Thôi, chào nha. Chào các bạn nhé, bây giờ là về nhà, tiếp tục công việc. Anh em lên đường. Nghỉ rưỡi rồi, nghỉ rưỡi đi khắp nơi luôn, kinh khủng rồi. 3 ngày. Hả?